Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu khai mạc lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2023 và tổ chức lễ chánh tế. Đây là một trong những hoạt động chính của lễ hội. Đến dự có trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng, Trần Thị Thanh Hải, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Với bề dày lịch sử và những giá trị văn hóa nghệ thuật, Đình làng Hải Châu trở thành một trong những di tích văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng. Đình còn ghi dấu ấn tín ngưỡng thờ tổ tiên, thờ mẫu, đậm nét của người Việt. Nơi đây là không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người dân trong làng. Năm 2001, Đình làng Hải Châu được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Đình làng Hải Châu được duy trì và tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nhiều hoạt động. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 27 tháng 4 với đầy đủ lễ chánh tế, nghi lễ dân hương cổ truyền và phần lễ vọng với sự tham gia của đại diện 42 chư phái tộc của Đình làng Hải Châu. Thông qua việc gìn giữ các lễ hội hàng năm như thế này thì cũng mong muốn là được góp phần gìn giữ các nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong đó có truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân những cái vị anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước, cũng như các vị đã lập dựng làng, lập ấp, khai phá để lại cho con cháu hôm nay. Lễ hội còn có các hoạt động sôi nổi, gồm hội thi vẽ và triển lãm tranh Em yêu quê hương, hội thi hát múa dân ca, hội thi các môn thể thao, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố tiếp sức, cờ tướng. Các hoạt động văn hóa thể thao lần này thu hút sự tham gia của 44 đơn vị với hơn 800 vận động viên và diễn viên. Năm nào tôi cũng tham gia cái lễ hội đình làng này, thấy nó rất ý nghĩa, bởi vì những cái tập tục lễ bái trong cái lễ hội này sẽ gợi nhớ lại những cái tập tục cổ truyền xưa cho con cháu nó không quên. Thành ra là rất ý nghĩa với lại nhân dân và khách du lịch. Theo lãnh đạo quận, lễ hội Đình làng Hải Châu hàng năm không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống mà còn góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo. Thời gian tới, quận Hải Châu có kế hoạch sẽ kết nối với Hiệp hội Du lịch thành phố để đưa lễ hội này vào trong các tour du lịch Đà Nẵng, góp phần quảng bá lễ hội, thu hút du khách thập phương đến với thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng.